Đạt à? Dạ Đạt. Đạt. Hàng, 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 hàng. Đây, hàng đây. Chép ta. Chép tay. Con này đóng có bụng à? Bụng. Đóng bụng. Hai con đều đóng có bụng. Hai chép hai rô phi ngồi từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Nó 10, 10 tiếng à? 10 tiếng. 10, 12 tiếng. Em có làm thính không? Thính em mua cái cám ở ngoài 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 tiệm ấy, về Cắm em gì? đậu cám nó làm sẵn hết rồi, về chỉ pha nước vào mình cao thôi. Em không ủ mồi à? Không, em đang ủ nhà mà biết được không, Ủ bao ngày rồi? được 5 ngày á. Ủ những cái gì? Ấy, cũng y như anh Sao? đây, khoai khoai lang với cám gạo với cám ngô. Khoai lang mấy cân? Khoai khoai lang em ủ ít là có 3 cân à, 3 cân cắm ngô bao nhiêu? cám ngô cũng 3 cân Ba cân cắm như ngô. nhau hết, hai Cái gì cũng cân 3 cân. vâng. Cắm gạo ấy thường thường là nó nhẹ hơn cắm ngô. Để thôi em cho 2 cân cắm gạo ra. Dạ. Em để đây, lấy bông rượu gì? Uống rượu uống mua ngoài chợ Mua ngoài chợ thì không được rồi. nó nước không à, không có cái. Bông rượu em phải xem nhà nào nấu rượu em đi mua. Và cái bông rượu ở chợ ấy, nó bán là cái bông rượu mà nó lấy để nấu canh chua. Bông Dạ. đấy anh sợ không được đâu, bông đấy nó hỏng rồi. Tốt nhất là em đi tìm nhà nào nó có bông rượu mà nó nấu ấy. Em mua được cái nó vừa nấu xong nó nóng, nó đang nóng. Anh hướng dẫn anh bảo mà. Ở đấy đánh, ở đây rất rất, rất nhạy. Tuần trước anh trộn cho ông anh ấy, lên dầm dầm. Đấy có ông ngồi bên cạnh, ông ấy chứng kiến. Tưởng các bạn ông ấy câu không tốt lắm. Ông dòng kém. Ngày mai anh lại đi câu. Đang dự định là thế thôi. Nào nào, nếu hôm mai mà rảnh thì đi câu với anh. Dạ. Nhá. Thôi em về đây. Em về nhá. Hôm trước anh ra đây cũng gặp một ông cũng hỏi như thế. Bắt được đôi uyên ương tình cùng hâm nóng tình yêu Mất à? cả, mất cả. Này em cho cái này lên đây nó bị ấy, nó đi nó hay không không bị đổ độc cần hay bị gãy lắm. Anh cho không bịt vào. Đấy nhá. Em về. Cái đầu này không cuốn máy chặt vào kia được. Chả cần đâu, xiên thẳng phát ở đây luôn. Đây, ngoắc ở đây. Đằng nào chả xiên. Bắt thêm con nữa, 3 con đẹp hơn. Ông cô em ngồi từ 10 giờ sáng. Thằng ấy á? Chứ gì? Đâu, em thấy nó lúc em xuống đây em thấy nó bắt đầu làm thính rồi. Nó kêu thả ổ hay. Rồi nó bảo là nó ngồi từ 10 giờ sáng. Đấy, con cu kia xuống gọi bảo là còn không về ăn cơm mà. Phải đi câu trước còn không thèm về ăn cơm. Bền thế. Đây. Đây. Hàng đây. Đấy. Hai anh em xuống tiếng. Đây, cái lăng xê chiều trộn mồi cho anh em. Chiều live stream, live chiếc này. 2 cục được 2 con. Khả năng té thôi. 10 giờ rồi, 9 giờ hơn mới xuống. Khá hiệu quả đấy, con trôi hơi to đấy. Ok.